đây một thầy đọc xuống. Anh đã đến ngày, đủ ngày và trưởng thành để giao về cho các chủ mới chăm sóc. Thịt gà nó phong láng à? Tôi mua thuốc chích với chó ngoài nhỏ, ngoài nói anh được ăn gà nữa. Rồi bữa ai nói là nó nè đúng rồi. Bởi vì bây giờ anh cho ăn đầu gà mà anh chích cỡ nào cũng không có hết được. Nó thà nó đừng có bị, nếu mà nó bị rồi thì cho ăn đầu gà là vô phô. Nó xì ra ngoài à? Xin chào cả nhà, hôm nay giờ sớm tụi mấy em tập sưởng sô cô la mà sô cô la rất là đẹp, đã tìm mũi một em đã lớn rồi. Bây giờ mình sẽ tuyển các em về cho chủ mới rất dễ thương, rất là khỏe. Rồi chân lùn tay quá thì dài luôn. Rồi dễ thương như thế này, dài lắm em. Rồi cái này bóng mượt luôn, bóng mượt luôn, rất là khỏe, cái em rất là khỏe luôn. Các em sáng nay tuyển về nên không cho các em ăn. Các em lại ăn rất là dễ thương. Sau phải về xem thử một em to nhất đây. Con này to nhất nè. Đây, to nhất đây, em mặc cài. Đây, coi các em bao nhiêu ký đây. Trời ơi, 2 ký đúng rồi đó nè, 2 ký luôn, nằm lên trong 2 ký, ui quá trời luôn. Bự nhất em được 2 ký. Rồi cho em nhỏ nhỏ ra, đâu ơi, cho bao nhiêu. Đây em này nhỏ nhất đây, ồ nhỏ nhất mà cũng dễ thương rồi. Mai là bóng ngược rồi. Em nhớ còn một em cái. Em cái thì một cái tư yếu. Như vậy thì bình này rất là lớn. Là xuất một cái tư đến 2 ký. Đã tiêm mũi 1. Rất là bóng ngược, rất là ngoan. Trời ơi, cái tinh, cái tinh. À, ngồi đợi chờ đợi chắc xem đón nè. Bạn nào cần lập xưởng dễ thương thế này thì liên hệ mình nha. Đây. Do hơi chút sớm nên quay giờ vào sáng sớm nên hơi tối, mong cả nhà thông cảm. Đây, đó, đợi chắc xem. Đứng rồi chờ đợi chắc xem. Trời ơi, đứng dễ thương không biết cái gì. Có em nữa nè, rồi bóng được, giữ mặt mày luôn. Thử một em kế nữa kìa. Em kế để lấy trung bình kìa. Cân em phải được bao nhiêu. Các em mà lên 1 cân, các em đứng cũng được. À, em này gần 1.5 kìa. 1.5 kìa kìa. Thì cái này cái dừa. Cái dừa về cái nhà là cưng, cưng lắm. Đây, đó, đây, đây. Đây, đây, đây.
thương luôn. Đã chưa? Đã chưa nè, nó em xem bây giờ mình sẽ bắt các em vào trong trong dây sọt và di chuyển lên xe để chuyển về cho các đại lý gửi các sen. Mình nuôi rất là nhiều nên mình phải chia sẻ cho các đại lý cũng như các bạn để đón về sóc và cả nhà có cần thì liên hệ với mình để mình chuyển cho những cái chú bé cúng dễ thương. Rồi mình quay một clip ngắn để giới thiệu cả nhà về lạp xưởng, bài lạp xưởng lon sô cô la rất là đẹp. Ôi dễ thương quá. Rồi chào cả nhà, mình sẽ đưa chúng lên xe thôi. Rồi, chúc các con về với chủ mới ăn mèo trông lớn nha, cưng cho chủ thương nha, dễ thương nha, ngoan cho chủ thương nha. Rồi bye bye các con nha. Rồi rồi bỏ vô rồi mấy cày thằng đó cái sọt đó ba ha. Tiếng hồ kết con sẽ được lên chỗ mới rất là sạch đẹp.
đã đến bến xe rồi cả nhà. Đã chúng ta lên xe và các bé sẽ đi đến các chủ mới. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo. Hy vọng các bé về chỗ mới sẽ được thương yêu cưng và được chăm sóc đầy đủ. Hành trình chia tay các bé đến đây xin tạm dừng.